nhà trường luôn tự hào là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đa lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Của nhà trường là đào tạo sinh viên giỏi về chuyên môn, đào tạo lớn hơn chính trị. Ngày hội việc làm là chiếc cầu nối giúp cho bất cứ ai. Tiêu là nguồn động viên rất lớn và niềm tự hào tiêu để lựa chọn tuyển dụng đơn vị mình với các đối tác và xã hội. Đặc biệt các trường tư quý cơ quan doanh nghiệp và ngày càng được đẩy mạnh và các học tập kèm để đầu tư nghiên cứu trong việc một chàng trở thành lớn nữa để cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của lãnh đạo quan nhân tỉnh cũng như sự quan tâm. Và chúng tôi xin được để cảm ơn các nhà tài trợ và bạn đồng ngày hội việc làm tháng 10 2023. Xin được chân trọng cảm ơn các chưa đâu.